Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em có một con mặt bạc nha. Con này mặt nó trong đây ghi 2 gram bạc. Tức là cái mặt của khối bạc luôn, mặt trong ha, còn ngoài là kiểu nè, thiết kế như là bọc bạc nha. Cái nhà đeo con này như đeo bạc nha, nè, cho mấy chị nữ ha. Phong thủy hoặc là tránh gió này nữa nè, cũng hay ha. Kiểu bạc á, dây mặt trong cũng đẹp. Này kiểu dạng lắc mặt sau đây. Máy Nhật cái nha. Rồi một con đồng hồ kiểu vuông tăng dạng lắc mặt bạc phong thủy bạc 3 số 9 bạc xịn á. Xe ngang 22. Chiều đứng luôn là 28 mỏng. 7 ly. Rồi con này 550 nha, 550k mã A78. Y như mình mua cái mặt bạc nha. Bạc dày lắm, từ lúc trước có mở cái xem miếng bạc dày cùi. Thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.